sóng vào lúc 19 giờ thứ tư hàng tuần trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Không biết là chào đón ba bạn chơi hôm nay là ai cũng là sự bất ngờ cho Việt Hương luôn. Mời ba người chơi ngày hôm nay. Mình là hai đứa ôm nhau được hai chồng hả cưng? Dạ. Đây là bị nhầm chị. Ta nghĩ ra là em ở bên này. Hả? Cái này là cặp hả? Dạ vâng. Còn này là dư thừa hả em? Dư ạ. Nhưng em nói lại là mang danh tiểu tam nhưng thực ra anh Tùng mới là tiểu tam nè. Rồi ngày xưa tụi em là một cặp ạ. Một cặp trời sinh ạ. Trời sinh. Em là phong chuẩn cho quý vị khán giả là chị Hương. Phong chuẩn. Tên rất ấn tượng quý vị. Phong chuẩn. Dạ. Còn em là Tùng. Em là Tùng. Biệt danh của em mọi người hay gọi là Tiểu Tùng Tam. Min. Tại sao? Min là em hay bé, ngày xưa em bé lắm. Dạ. Nhỏ bé. Em chào chị Hương, chào quý vị khán giả. Em là Trần Hiền ạ. Em làm nghề gì em? Dạ em là diễn viên ạ. Cái bộ phim đầu tiên mà em làm về hip hop mà em là dancer. Cho miếng nhạc hip hop nhảy chơi cái coi. Vô. Ôi trời ơi. Cái khó ra phong cách liền ha. Wow. Trời giọt cảnh còn lắm lắm nha. Thôi mà hồi này lấy ông xong là nó bớt rồi đó chị. Wow. Vô luôn. Hả? Trời ơi đẹp. Chơi luôn phong chuẩn. Trong vài giúp cả nhà này cứ nhảy như khóc luôn đó chị. Chịu. Chờ đợi nha. Xem họ làm gì với bí kíp vàng trong vòng ít phút. Nghỉ giải lao. Ở nhà hai vợ chồng Tùng với lại Bông Chuẩn ai là người nấu cơm? Bọn em thì thay phiên nhau nấu. Ví dụ như kiểu hôm đấy mà em nấu thì vợ em sẽ rửa bát và dọn dẹp. Nhưng mà đa phần thì là vợ em sẽ nấu nhiều hơn. Có trường hợp mà nấu đồ ăn xong hết quay qua cái quên mất nồi cơm. Không, có bắt nồi cơm chứ chị, nhưng mà không cắm điện thôi. À đó, cái sần hơn em. Lấy ra nấu cháo. Dạ, thì lại cắm lại từ đầu. Cắm lại, mà lúc đó nó còn chín không hay nó nhão rồi? Lúc đấy thì nó sẽ nhão hơn. Nhão hơn bình thường. Rồi ăn rồi, ổng có nhằn lằn, ổng có nhăn nhó khó chịu không? Còn lúc đấy vẫn ngon chứ chị. Làm sao mà dám nhăn? Ở nhà là vợ em cho em ăn gì là em vẫn phải kêu ngon hết. Đúng rồi ạ. Bởi vì nếu mà em không kêu ngon đến lần cuối cùng em được ăn đồ ăn rồi. Đúng rồi chị. Tại sao chị hỏi kỹ về cơm vậy? Và nhiều khi bắt mà cơm mình có quên cắm điện không? Là tại vì câu hỏi này cứ dính dáng tới cơm ha. Và bây giờ là câu hỏi của chúng tôi, câu 1 cho vòng 1. Không nên vo gạo trực tiếp trong lòng nồi. Đúng hay sai? Thương nãy giờ Hương hỏi thì Hương nghĩ Tùng với lại Bông Chuẩn là phải trả lời đồng nhất với nhau. Thế giờ mà hai người lại không đồng nhất. Nói chung là Tùng hiện giờ đáp án của em là không trùng khớp với hai bạn còn lại. Nhưng không chừng đáp án của em lại trùng khớp với chương trình. Lấy điểm thì sao? Đúng không? Đúng rồi. Tại sao em chọn là sai? Là em chỉ tin tưởng mẹ em thôi. Mà mẹ em thì thường em chỉ tin tưởng mẹ em thôi. Dạ vâng mẹ em. Bây giờ em đang đứng kế bên. Không có. Ý em nói là cái chuyện mà vo gạo nấu cơm thôi. Ý anh nói là cái chuyện vo gạo thôi. Mai khỏi ăn cơm. Tùng ơi tội nghiệp em quá. Em dại mồm quá chị. Bây giờ mình sẽ coi chương trình có trùng khớp với các bạn lấy điểm hay không. Và đáp án của chương trình là đúng. Trần Hiền và Bông Chuẩn đã đem về cho mọi người 1.000 điểm. Việc vo gạo trực tiếp trong lòng nồi dễ khiến cho bề mặt bảo vệ bị chảy xước. Không chỉ giảm tính thẩm mỹ của nồi cơm điện mà còn khiến lớp chống dính dễ bị bong chóc ra. Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng phần lớp chống dính này khi đun nóng lên khoảng 230 độ C xâm nhập vào máu cơ thể dẫn đến hình thành của tế bào ung thư. Để có kinh nghiệm trả lời câu hỏi này, ai là người chăm con nhiều nhất? Cái này ở nhà thì là em chăm nhiều. Vâng, bởi vì là em, thứ nhất là em thích chăm trẻ con. Cái thứ hai là em có tắm cho bé không? Dạ có, em có tắm. Có từ tắm. Lúc mà sinh ra đem về đến nhà là hầu như là hôm nào em cũng tắm cho bé. Tắm thay bỉm, tắm thay đồ. Chỉ có ăn thì là mẹ thôi, còn tất cả là ba chăm. Vậy hả? Dạ. Câu hỏi chăm sóc trẻ sơ sinh. Trẻ sơ sinh đến 6 tháng tuổi có thể bế theo kiểu cặp nách. Đúng hay sai?
đúng hay sai và đáp án chương trình là sai, trùng khớp với ba bạn luôn. Mỗi người đem về 1 triệu đồng. Và theo bác sĩ chuyên khoa nhi, giai đoạn bé từ khi sinh cho đến 6 tháng tuổi này ở giai đoạn quan trọng nhất có thể kiến tạo xương ha. Thói quen bế trẻ thường xuyên sẽ ảnh hưởng nhiều đến xương chậu, xương đùi, cẳng chân, khiến cho chân bé bị vòng kiềng, chân hình chữ X hoặc chữ O. Nếu ở bé gái sẽ khiến méo khung xương chậu và bé trai sẽ lệch tinh hoàn và tác động trực tiếp lên việc sinh sản sau này của bé trai. Nãy giờ là chị chỉ hỏi tụi em thôi, nhưng mà giờ chị muốn là cho một cái tình huống ở đây để em nhìn trên tình huống đó em trả lời. Và hai bạn hỗ trợ tình huống của chị là Hùng Thuận, là Gia Linh sẽ xuất hiện ở đây. Mời hai bạn. Cái xuống... gì đó? Trời ơi, xuống đây lẹ lên. Kêu cái gì vậy hả? Trời ơi. Trời ơi. Đắp da mặt chưa có xong nữa mà kêu anh cái gì vậy? Trời mới sáng ơi. Sớm mà em làm gì sùm vậy? Hôm nay trổ luôn rồi hả? Trổ cái gì? Trổ thơm thôi chứ không nói gì đâu. Nó nghe nè. Cái gì? Trời ơi, còn ngủ nữa, xuống đây phụ em đi. Trời ơi, thì cuối tuần phải cho anh nằm nướng chút xíu chứ. Trời ơi, nướng nướng gì anh khét luôn rồi đó, cuối tuần gì. Vậy muốn trời gì? Trời ơi, bây giờ á mọi thứ là em nấu xong hết rồi. Nồi cơm là em nấu xong luôn rồi đó. Bây giờ anh nấu cái nồi canh bầu này đi. Ôi trời, mắc cười quá, tự nhiên em nấu xong hết trơn rồi còn nồi canh em để đó sao, không nấu luôn đi. Không phải, tại vì em có hẹn là em phải nói chuyện với bạn trai em. Thấy chưa? Chưa kịp bắt là nói chuyện bạn trai đúng không? Cái bạn trai của em là nó quan trọng hơn cái nồi canh của gia đình đúng không? Không phải, nhưng mà không nói chuyện nữa giận đó. Nấu đi, tại vì hả mẹ dặn là hả hôm nay hai anh em mình là phải tự nấu buổi trưa đi nha, rồi hồi ba mẹ về đó nấu giùm em đi. Trời, đem ra để tôi. Trời, con gái đứa gì đâu nấu nồi canh cũng xong nữa. Thiệt tình á, rau tôm nấu với ruột bầu, chồng trang vợ húp gật đầu khen ngon nè. Nấu canh á là chúng ta phải cho tôm vô trước nha, xong sau đó ta cho bầu vô đó, vừa thôi ha. Rồi chỗ nó hơi lạc nha, chúng ta phải nêm nếm nha tất cả các gia vị, muối nè. Đó, bột nêm nè. Xong chưa? Từ từ đợi chút xíu. Đó. Rồi bây giờ cuối cùng là nước mắm. Khoan. Cái gì? Nãy giờ anh hai nếm gì rồi? Bột nêm, muối, nước mắm. Xong rồi mình mới bỏ hành ngò vô. Khúc cuối mình bỏ hành ngò vô. Khoan. Cái gì vậy? Nhưng mà nãy anh hai nêm bột nêm rồi nêm muối vô. Nhưng nó mắm chi? Cái bột nêm này là nó ngọt từ xương, em hiểu không? Em phải bỏ vô cho nó ngọt thịt nè. Rồi muối là phải bỏ vô để em dằn nè. Còn nước mắm á là quan trọng nhất, em bỏ vô để cho nó thơm. Nó thơm, nó dậy mùi, nó thơm và nó mặn. Nhưng mà cái mặn của nó là mặn ngọt nha. Cái mặn của nó đó, mặn mà mặn ngọt được không đó? Tại vì nó ngọt từ cá mà em, được sao không được đó. Bỏ vô, em nêm muối vô là nó mặn, mà nó mặn kiểu mặn chát á. Còn cái nước mắm là nó mặn, mà nó kiểu nó mặn đậm đà. Nhưng mà trong lòng em vẫn còn nghi ngờ á nha. Ủa, em nghi ngờ anh cái gì vậy hả? Anh biết nấu canh từ lúc em chưa đẻ ra đó. Em là em không tin rồi đó. Mấy bây giờ có cái gì chứng minh cho em tin đi chứ. Em không có tin là bỏ nước mắm vô là cái nồi canh này sẽ ngon đâu nha. Em không tin, em hỏi tất cả mọi người nè, quý vị khán giả nè, tất cả những người chơi nè, khi nấu canh bầu bí có nên nêm nước mắm hay là không? Đúng hay sai? Đó là câu hỏi của chúng tôi, mời các bạn trả lời. Khi nấu canh bầu bí nên nước mắm hay không? Cho thơm hay không? Đúng hay sai? Mời các bạn Diệp. Anh chắc chắn chưa? Anh cũng chưa chắc chắn lắm. Trời ơi, bây giờ nêm xong hết rồi, bây giờ anh nói là chưa chắc chắn. Tại vì anh nêm theo cái quán tính của anh thôi. Chứ theo em á là nấu canh bầu canh bí có nên nêm nước mắm vô không? Không. Ủa sao kỳ vậy? Bây giờ anh nêm nước mắm vô là sai. Tại vì khi mà anh nấu hai cái loại mà canh là canh bầu, canh bí, nếu như anh nêm nước mắm thì sẽ làm cho món canh của mình nó sẽ bị chua. Anh chỉ cần nêm muối hoặc là bột nêm là được rồi. Từ đó giờ anh mới biết luôn á. Trời ơi. Vậy là sai rồi đó quý vị ơi. Cảm ơn Hùng Thuận và Gia Linh rất nhiều. Ở vòng 1 thì Hiền đem về số điểm là 2.000 điểm. Tùng đem về số điểm là 1.000 điểm. Và thử đồng điểm một lần nữa là vợ em Bông Chuẩn đồng điểm với lại Trần Hiền, lọt em ra thôi. Và Bông Chuẩn 2.000 điểm. Và coi Tùng Min ở vòng 2 có lấy được điểm hay không. Các bạn nghĩ giải lao trong vòng ít phút, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Của Bí Kíp Vàng.
Câu hỏi của chị là về kỹ năng. Ở trong nhà thì mỗi người bản thân có cái thứ sợ, giống như chị hay sợ con gián ha. Vong em thích, em sợ con nào? Em không sợ con. Không sợ con gì? Sợ hai đứa con đẻ ra. Vâng. Nó đeo theo mà không đi chơi được. Nó mỗi đứa một chân thôi là chết rồi. Trời ơi, thiệt tình luôn, nhỏ trả lời xác thật chứ sợ. Tùng, em sợ con gì? Dạ. Sợ con cái bên á? Sợ con vợ. Không. Sợ con, dạ, đúng. Con vợ. Sợ vợ em. Sợ con cái bên. Vâng, em không sợ con gì cả, em chỉ sợ mỗi vợ em. Còn em sợ hai đứa đó? Dạ đúng rồi, em sợ hai con này. Hay nha, nhớ ba đứa chơi xô chưa chung được á. Câu hỏi này là kỹ năng thôi. Đâu là cách chính xác để xử lý khi bị vắt cắn? A. Giật thật mạnh, dứt khoát cho con vắt văng ra. B. Thổi thật mạnh vào con vắt. C. Dùng bật lửa đốt con vắt. Một lần nữa chị bảo đảm cái cặp đôi này là Tùng và Bông Chuẩn, hai em thì trùng khớp ý tưởng với nhau. Đó là chọn đáp án C. Còn riêng bạn Hiền thì lại chọn là đáp án A. Lý do tại sao ạ? Thực tế là khi mà em nghe câu hỏi á thì em sẽ nghĩ rằng là một trong ba đáp án sẽ có một cái đáp án là mình sẽ phải nhổ nước bọt vào. Nhổ nước bọt là con đĩa. À vậy ạ? À, con đĩa thì mình nhổ nước bọt của mình vào. Và đáp án có trùng khớp với chương trình của chúng tôi không? C. Hai vợ chồng mỗi người đem về 2.000 điểm. Bạn để chia sẻ. Em biết mà chị, em biết mà. Lại là một cái câu mà dính dáng đến nấu ăn. Câu này thì trong ba cách sau đây, đâu là cách ướp thịt bò mềm thơm? A. Ướp với nước mắm. B. Ướp với sữa tươi. C. Ướp với muối. Chị xin khẳng định một lần nữa, Hiền ơi, em về đi. Em bước ra em nhìn đáp án đi rồi em về đi. Mỗi mình em chọn A. Nói chung là trong cái câu hỏi này em đã sai rồi. Em hiểu không Hiền? Em đã sai rồi khi đi thi chương trình này với hai bạn em, đúng không? Chương trình là đó là đáp án B, ướp với sữa tươi. Hai vợ chồng mỗi một người đem về 2.000 điểm. Bây giờ mình sẽ có cái kỹ năng nha. Dạ. Câu 3 của dòng số 2 này là kỹ năng. Mời các bạn xem hình nha. Đây là hình ảnh của động vật nào? Chúng tôi sẽ có 3 con. Con sam, con so hay con so? Ừ, 3 cái đứa bán, 3 cái khác nhau. Hay dữ sợ luôn, là 3 con luôn đó. Không, con sam và con so khác nhau. Đây là cái con so. Con so là ví dụ như hồi bông nó mới đẻ thằng mỡ, nó được gọi là con so. Tại sao mọi người không tin tôi? Con này là con so. Con so hả? Vâng, là con so. Em nói là con so. Còn Hiền nói con gì? Em nói là con sam ạ. Con sam. Dạ. Còn em? Nó là con sam. Nhưng mà tại vì em nghĩ là chẳng nghĩ nào mà nó lại dễ thế. Thế là em nghĩ trong đầu mọi người lừa em giống như hồi nãy. Là em chọn con so. Em chọn con so luôn. Đâu, vợ em bây giờ là con gì? Dạ. Bỏ em bây giờ là con gì? Là con sam chị. Còn bạn em bây giờ là con gì? Là con son. Son. Đúng là rồi. Con đấy, thấy không? Còn em là gái một con, là em là con so. Và nó là con so. Đúng rồi, đúng quá. Tại sao em chọn là con so? Bởi vì là cái con này ấy, cái đợt vừa rồi em có xem ở trên mạng á, là cái con sam và con so nó rất giống nhau. Và nó có rất nhiều những cái ca mà bị ngộ độc bởi vì mẹ ăn nhầm cái con này. Bởi vì con sam mình có thể ăn được, nhưng mà trong con so này nó có độc. Thành ra là mọi người khi mà người ta bắt, người ta về, người ta không nhận biết đâu được con sam và con so. Mà cái con sam và con so này nó chỉ khác nhau đúng cái phần đuôi á. Là cái đuôi của con sam thì nó sẽ dài hơn mà nhọn hơn, mà nó có hai cái gai ở cái phần gần mai á, nó dài ra. Thì đấy là cái con sam. Giải thích quá khoa học luôn, còn nói gì nữa. Không ăn được, khác nhau một tí đuôi. Mời hình ảnh. Con so là con bên này, con sam là con bên này. Các bạn nhìn thấy nó khác nhau tí xíu. Nhờ sự tinh tế của em đem về 2.000 điểm. Tổng cộng ở 2 vòng, bạn Trần Hiền đem về tổng điểm là 2.000. Không có điểm nào. Tùng Minh đem về số thưởng là 7.000 điểm. Ông Chuẩn đem về số tiền thưởng là 6.000 điểm.
Wow. Là 8 triệu đồng. Các bạn thấy đó, tôi nói là có. Tại vì bạn Tùng không muốn chơi thôi. Ở vòng 2 bạn tập trung trả lời chính xác 3 câu. Cho nên ở vòng 3 bạn sẽ là người trả lời trước, sau đó tới vợ bạn, rồi mới tới bạn của bạn ha. Bây giờ mời các bạn bước vào vòng 3 của chúng tôi. Đừng rời màn hình, ngồi yên đó. Chúng tôi sẽ trở lại sau vài phút giải lao. Của bí kíp vàng. Hiện giờ thì cô đang đứng với một anh chàng có nhiều bí kíp của chương trình. Anh ta có số điểm lớn ở vòng 2 cho nên được trả lời ở vòng 3. Tập trung chưa? Có cần khởi động, có cần hít đất gì không? Em sẵn sàng rồi. Về kỹ năng nha. Đồ vật nào không nên để trong cốp xe máy? A. Kính mát. B. Thuốc tây. C. Khăn giấy ướt. B. B. Thuốc tây. Chính xác. Chính xác. Tại sao chọn B? Kính mát thì mình để được, khăn giấy ướt thì em cũng hay để. Thuốc tây thì em nghĩ để đấy thì cái nhiệt độ nó nóng rồi cái thứ thì nó hỏng thuốc. Chính xác, hợp lý quá trời. Nhiệt độ trong cốp xe luôn cao, khi đó thuốc sẽ bị thay đổi lý tính, hóa tính, giảm tác dụng của thuốc, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng con người khi sử dụng. Mời mở rương lấy tiền. Hay cái gì? Số 3 chị. Mời em mở luôn. Quả đấy mà chia đôi là em chết đấy chị. Đúng rồi vậy, áp lực chơi mà áp lực hết sức. Đổ mồ hôi hột luôn em. Câu số 2, cái này là mẹo vặt. Loại tinh dầu nào sau đây có tác dụng đuổi con kiến? A. Tinh dầu hoa hồng. B. Tinh dầu vani. C. Tinh dầu bạc hà. B ạ. B. Và đáp án B là đáp án không chính xác. Trả lời của em không chính xác vì không nghe lời vợ, cho nên em xuống đó để vợ lên đây. Thấy chưa, núi đè chưa, thấy chưa. Bây giờ câu này là kỹ năng. Khi bị phỏng vô xe máy, việc đầu tiên cần làm là gì? A. Bôi kem đánh răng lên vết bỏng. B. Trường đá lạnh trực tiếp lên vết bỏng. C. Ngâm vết bỏng vào nước sạch. Đi viện. Chồng nhắc kìa, đi viện, đi viện. Em chọn là C. Lý do tại sao? Hiền nhắc ạ. C là đáp án không thể sai được. Nên ngâm vết bỏng vào nước sạch 15 phút để làm giảm nhiệt độ của bề mặt và giúp da giảm độ sâu của vết bỏng. Không được chườm đá trực tiếp vào vết bỏng và dẫn tới tình trạng là co mạch máu, co cơ, làm cho vết bỏng trở nên nghiêm trọng hơn. Kem đánh răng bôi lên vùng da bị bỏng có thể gây nhiễm trùng. Thôi thì mình đã trúng rồi. Dạ. Lựa một cái thùng để một cái rương. Chọn số 7. Con người dễ bị chuột rút? A. Nhiệt độ thấp. B. Độ ẩm quá cao. C. Khô hanh. Chọn phương án B. B. Độ ẩm quá cao. Và đáp án chính xác là A. Nhiệt độ thấp. A. Nhiệt độ thấp. Có nghĩa là trời lạnh đó bạn. Đúng rồi. Giờ bẻ co rút cơ. Nếu vận động khi thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh, cơ có thể mất muối làm giảm nồng độ chất hóa học trong máu, dễ dẫn đến tình trạng cục rút hay gọi là dập bẻ ha. Và câu này em không chính xác cho nên em xuống để bạn hiền lên. Sao cũng không phải chia đôi. Câu số 5, cách giữ cho hoa hồng không bị bọ ăn. Bị bọ ăn nha, con bọ chứ không con sâu nha. A. Để xung quanh gốc hồng một ít ớt khô. B. Chôn dưới gốc vài tép tỏi. C. Chôn xung quanh gốc một ít quế. Sao đến lượt em lại cho cái câu hỏi gì mà nó khó quá vậy? Và trả lời liền. A, B hay C? A. Tại anh Tùng thì bảo C, không ngồi bông lại bảo B nên là em phải chọn A. Và đáp án A là đáp án sai. 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 Đáp án B là đáp án chính xác. Thấy chưa? Chôn dưới gốc vài tép tỏi. Tỏi là một loại thuốc trừ sâu hữu cơ có tính hiệu quả kinh tế rất là cao bởi chi phí thấp và khả năng tiêu
tiêu diệt sâu bệnh rất tốt. Em thấy hôm nay em xui xui làm sao ấy. Thôi cho em dở cho vui thử số 4 coi. Là em dở số 4 thì đôi sao. Mở ra. Dù giờ bạn trả lời sai, chúng tôi vẫn ép cho các bạn đúng. Nhưng mà Trần Hiền cũng không nhận à, để nhất định là giữ số tiền thưởng của mình là 2.000 điểm tương ứng với 2 triệu đồng. Cặp đôi quá dễ thương, đem về số tiền thưởng quá nhiều luôn. Tùng Miên, số tiền thưởng là 10 triệu đồng. Wow. Còn Bông Chuẩn, số tiền thưởng của em 11 triệu đồng. Và 19 giờ thứ tư hàng tuần trên HTV7, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty Đông Tây Robinson thực hiện. Xin chào và hẹn lại tuần sau với Bí Kíp Giang.